Hello, xin chào mọi người. Mọi người có ngủ có ngon không? Hôm nay là cuối tuần cho nên mình ngủ thức dậy hơi trễ. Hôm nay đến với gian bếp của nhà mình á, thì là mình chuẩn bị cái rau ẩn ke nào mua đây nè. Cẩm có màu tím, cái lá nó cũng màu xanh như vậy. Nhìn người tựa tựa cái lá gì hủ dậu của Việt Nam mình đó ha. Nhưng mà cái rau này ăn tốt cho gan lắm, cho nhiều quá. Nhà của bác chồng chồng á, người hái về nhiều quá cho nên mình hôm nay mình sẽ làm cái món ngâm nước tương theo kiểu Hàn Quốc. Để đến cái món này thì trước tiên là mình phải rửa rửa cái gan nó cho nó sạch bụi. Cái này là chồng không có thuốc luôn á mọi người, cái này là chồng không có thuốc, xịt thuốc không có gì hết á. Cái cây của nó người ta còn dùng để làm gà hầm xăm nữa đó, là phơi khô xong rồi làm gà hầm xăm. Gỗ của nhà mình, cái gỗ này nó hơi nhỏ để mình lấy cái gỗ to thôi. Mình từ cái gỗ to như thế này để đây mình rửa. Cái này là chỉ mình rửa bụi qua thôi nè. Tại vì đó, nó cũng không có chậm muốt gì hết á. Năm nào mình cũng ăn cái này hết. Nhà có đất trồng của mình trồng mà lại bí mật lên cái nữa là đất trồng của mình á, cũng là bà già chồng của chị gái mình nha. Hai chị em á, hai chị em mình ưng hai hai anh em chút bắt buộc. Mình để cho nó ráo với nước xong rồi mình nấu cái nước tương. Cái phần này làm nó dễ lắm mọi người, mà ăn cũng ngon nữa. Vào mùa hè đó, cái mình ngâm mình để ăn lâu được, để bây giờ nhiều quá luộc ăn không có hết, là nó để cái nó bị già đi, cho nên mình phải rửa xong làm ngâm nước tương này là để dành ăn được lâu. Nhưng mà mình cũng thích cái món này ngâm nước tương á, như mấy cái đọt đọt này nè mình lấy ra mình để dành mình luộc mình ăn. Còn như cái lá lá vậy nè mình lấy mình ngâm nước tương. Đang làm cái món này chưa xong, mấy con trai đòi ăn chay trắng nha, ăn rồi ăn mì tương đen á. Giờ phải làm món mì tương đen cho nó ăn cái rồi cho hai làm luôn. Mì tương đen này nè mình ăn á, mình để dưa leo á, để dưa leo cho ngon á. Đang hâm mì tương đen cho nó nè. Đây là tương đen, đây là tô mì mình đã luộc xong. Có thể cho lên ít dưa leo. Món mì tương đen của mình đã xong rồi nha. Giờ đem ra cho con trai. Min ơi, bây giờ mình chuẩn bị tiếp cái phần nước tương còn lại nha. Mình nấu nước tương. Nấu này thì mình để nước tương của hàng nha.
mình sẽ lấy cái chén mình đông. Mình sẽ cho vào đây không được một chén rưỡi nha, không được chén rưỡi nước tương, giấm mình cũng đông vô cái chén này luôn, mình sẽ cho vào đây nửa chén giấm, mình sẽ cho vào đây đường. Đường này thì mình cũng đường khoảng tương đương với cái lượng giấm. Mình sẽ cho vào đây nước, tại vì trong nước tương á nó mặn, mình cho nước vào. Mình cho 2 chén rưỡi nước nha. Thì nước tương của mình đã được như thế này thì mình tắt lên bếp, mình nấu, mình đun cho nó sôi lên nè, cho nó sôi lên khoảng từ 5 phút á. Rồi mình nêm cái khi nó sôi á, cái mình nêm thử coi cái vị nó vừa ăn chưa, thì mình thêm một bớt cái gì đã bật thêm cái gì vô nữa. Mình á, vì thông thường vào cuối tuần á mình sẽ làm những cái món ăn cho gia đình. Những trai nó hỏi là món ăn cho gia đình xong dọn dẹp nhà cửa rồi tới giờ thì đi tập thể thao buổi chiều đi chơi thể thao với con trai. Nói chung là cuộc sống mình cũng gắng cố gắng mình thăng bằng á, để không thôi mình mà tập trung vào công việc nhiều quá thì mình cũng bị chết, cho nên mình cũng phải có một môn để mình giải trí á, để giải cái chết đó đi. Để mình thử cái nước tương này coi nó vừa ăn chưa. Vừa ăn luôn rồi. Cái này mình đừng có ngâm mặn quá, mình ngâm vừa ăn thôi. Đừng để nữa mùa hè mình để dùng, mình ăn cơm, ăn với cơm vậy thôi, giống như một món ăn kèm nữa vậy đó. Rồi mình tắt cái bếp, rồi mình để cho nó nguội bớt một tí rồi mình mới đổ vào cái gạo này. Mình chuẩn bị cái hộp. Thì đây nước tương của mình á, nó nguội, hơi nguội bớt rồi. Thì mình sẽ cho vào đây luôn. Nó hơi nóng nóng vậy nè, mình để vào á thì nó xèo gạo xuống một tí nha. Nó vậy nó cũng không có bị chín gạo luôn rồi. Mình muốn cho nó đảm bảo lại á, khoảng tuần lễ sau mình lấy cái nước tương này mình nấu lại rồi xong á, mình để cho nó nguội thiệt nguội, cái nước hai thì phải để cho nguội thiệt nguội nha, để cho nguội thiệt nguội cái mình để vô đây nữa là để ăn lâu được luôn á. Như vậy là xong rồi đó. Bây giờ cái món gao của gia đình mình xong rồi, đơn giản dễ làm mà ăn tốt cho sức khỏe nữa. Đây, mùa tới mùa nào gạo gì á, mình ăn theo mùa đó. Ở bên đây á, thì do thời tiết thì khí hậu á không có được gạo xanh ăn thường xuyên như ở Việt Nam mình, cho nên mình ăn gạo theo mùa. Ở bên đây á, trái cây cũng vậy nữa, ăn nghịch mùa thì toàn là nhập khẩu thôi à. Thì đây cái món gừng ke ngâm nước tương của mình đã xong. Xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi trang của mình nha. Nếu như có video mới thì nó sẽ tự động nó báo lên máy của mình. Xin chào và xin tạm biệt. Cảm ơn mọi người.